Ở đây mình sử dụng sợi cốt tông. Các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình những chiếc khuy như thế này và một chiếc kim khâu. Bắt đầu cho mình bằng 4 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn. Sau đó nối vào chân của mũi móc xích đầu tiên bằng một mũi trượt. Tiếp, các bạn móc cho mình hai mũi xích. Sau đó móc cho mình ba mũi móc kép vào trong cái vòng tròn này. Một, hai, ba. Tiếp đó gây một mũi. Vẫn trong vòng tròn này, các bạn móc cho mình ba mũi kép tiếp. Một, hai, ba. Gây hai mũi và xoay mặt. Các bạn sẽ móc vào trong ô này cho mình ba mũi kép đầu tiên. Một, hai, ba. Gây một mũi. Vẫn cùng cái ô này, các bạn móc cho mình ba mũi kép tiếp. Một, hai, ba. Sau đó các bạn lại gây cho mình hai mũi và xoay mặt. Tiếp tục, các bạn lại móc vào trong ô này cho mình ba mũi móc kép đầu tiên. Một, hai, ba. Sau đó gây một mũi, móc ba mũi móc kép tiếp vào trong cùng ô này. Một, hai, ba. Kết thúc hàng, các bạn lại móc cho mình hai mũi xoay mặt và các bạn lại móc hàng mới. Các bạn cũng móc ba mũi kép đầu tiên vào trong ô này. Sau đó các bạn lại gây một mũi, ba mũi móc kép tiếp. Sau đó lên hai mũi và xoay mặt. Các bạn móc giống như vậy cho tới khi được một chiều dài vừa với vòng đầu. Đây mình đã móc. Đây là mặt trái nhé. Các bạn sẽ cho mặt trái vào bên trong. Như vậy. Và ở đây các bạn sẽ khâu một chiếc khuy vào đây. Các bạn sẽ đóng vào trong khuy như thế này. Cái phần đầu nên thừa thì các bạn sẽ dùng kim móc và mình giấu vào bên trong. Đây là chính là phần đầu thừa nhá. Các bạn sẽ giấu vào bên trong như thế này. Như vậy.
Đây chính là mặt trái nhé. Mặt trái thì các bạn cho vào trong. Và đây là mặt phải. Chúc các bạn thành công.